Bạch Lộc nhận cơn mưa lời khen với tạo hình ấn tượng trong Bạch Nguyệt Phản Tinh. Bạch Lộc đang là một trong những tiểu hoa hot nhất thời điểm hiện tại, sau Trường Nguyệt Tẩn Minh, Ninh An Như Mộng, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với một dự án cổ trang khác là Bạch Nguyệt Phản Tinh, tuy mới chỉ đang trong quá trình quay, nhưng nhất cử nhất động của Bạch Lộc đều được người hâm mộ chú ý. Mới đây, tạo hình của gà cưng Vu Chính bất ngờ lên hot search vì quá lộng lẫy và cầu kỳ. Được biết đây là kiểu tóc phượng quán do stylist Dịch Tiểu Nhã thực hiện trong 3 giờ đồng hồ. Kiểu tóc này tuy đẹp nhưng rất nặng đầu, vì có nhiều trâm cài phức tạp. Ngoài kiểu tóc, trang điểm của Bạch Lộc cũng nhanh chóng gây sốt vì quá trong trẻo xinh xắn. Tông màu mắt và môi đều được Dịch Tiểu Nhã thay đổi thường xuyên để phù hợp với trang phục và phụ kiện. Không những vậy, trong dự án phim Bạch Nguyệt Phản Tinh, mỗi tạo hình mới của Bạch Lộc đều nhận được đánh giá cao, giúp nữ diễn viên tỏa sáng. Trong đó, nhà thiết kế trang phục Dịch Tiểu Nhã đã khéo léo lồng các chi tiết đặc điểm của nhân vật vào tạo hình, thậm chí, khán giả còn cho rằng, trang phục đẹp của phim đã giúp thăng hạng nhan sắc Bạch Lộc. Soho đánh giá đoàn phim Bạch Nguyệt Phản Tinh đã đầu tư tâm sức vào phần tạo hình của Bạch Lộc. Đến nay, nữ diễn viên đã có gần 20 bộ trang phục khác nhau. Theo Soho, chỉ cần nhìn tạo hình của Bạch Lộc đã thấy được mức độ đầu tư lớn của dự án. Đồng thời, trên Weibo cũng có nhiều khán giả bày tỏ, sau khi nhìn thấy hình ảnh của Bạch Lộc trên phim trường, họ càng mong chờ bộ phim hơn. Hiện tại, khá nhiều sao nữ cũng đang đóng phim cổ trang và liên tục được list tạo hình như Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Lý Nhất Đồng. Tuy nhiên, Bạch Lộc có phần lấn át hơn hẳn các đồng nghiệp khác về mặt nhan sắc. Với tài năng và sự sáng tạo của stylist Dịch Tiểu Nhã, những tạo hình của Bạch Lộc không chỉ đa dạng, mà còn vô cùng phù hợp với thần thái của cô nàng. Theo QQ, Bạch Lộc là minh chứng thành công nhất cho dàn hot girl chuyển sang diễn xuất chuyên nghiệp. Những người đẹp vốn xuất thân là ngôi sao mạng xã hội thường bị đánh giá thấp hơn vì không được đào tạo bài bản về khả năng thể hiện trước ống kính. Tuy nhiên, Bạch Lộc được đánh giá là nghệ sĩ chịu khó thay đổi hình ảnh trên phim, đóng đa dạng các loại vai như giả trai, bị câm. Ngoài đóng phim thần tượng, Bạch Lộc còn tham gia các dự án chính kịch như Cảnh Sát Vinh Dự, Bắc Thượng để làm mới hình ảnh của mình trên màn ảnh. Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng khi hóa thân mỹ nhân nhà Thanh, đánh bại cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là một trong những đỉnh lưu lượng top đầu showbiz hiện nay, tuy diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, song nhan sắc của nàng mỹ nữ Tân Cương luôn khiến dân tình phải ngưỡng mộ và khen ngợi hết lời. Mới đây, công chúng đã được fan đứng ngồi không yên trước một tạo hình cổ trang thời nhà Thanh của Địch Lệ Nhiệt Ba được lan truyền trên mạng. Trong hình ảnh mới được đăng tải, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc một chiếc áo choàng trắng đơn giản và nở một nụ cười nhẹ, nhan sắc xinh đẹp, mong manh của nàng mỹ nữ Tân Cương nhận được vô số lời khen ngợi có cánh. Nhiều người đã phải thừa nhận rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba rất hợp với tạo hình thời nhà Thanh và nên đóng một bộ phim về thời đại này. Tuy đây chỉ là sản phẩm do các fan dùng Photoshop thiết kế mà thôi, nhưng nhan sắc thật sự rất đỉnh. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, bức ảnh này Photoshop quá đà, vì Địch Lệ Nhiệt Ba ở ngoài đời thường bị nhận xét không hợp cổ trang. Tuy nhiên, bức ảnh vẫn rất có sức hút và thậm chí được đem so sánh với hai đàn chị là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Còn nhớ trước đó, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng từng gây sốt màn ảnh nhỏ với tạo hình thời nhà Thanh. Nếu Dương Mịch bùng nổ với Cung Tỏa Tâm Ngọc, thì Triệu Lệ Dĩnh cũng rất được yêu thích trong Tân Hoàng Châu Cách Cách. Tạo hình nhà Thanh của hai nàng hoa 85 này đến nay vẫn được khán giả đào lại khen ngợi. Địch Lệ Nhiệt Ba, sinh năm 1992, là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của màn ảnh hoa ngữ hiện nay. Mỹ nhân Tân Cương sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc dù diễn xuất chưa được giới chuyên môn đánh giá quá cao, nhờ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn là gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí danh tiếng và đại diện cho nhiều thương hiệu. Mỹ nhân Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Chẩm Thượng Thư, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Từ năm 2020, sự nghiệp của cô thăng hạng đáng kể khi nữ diễn viên xuất hiện phủ kín các trang báo, là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện tại Trung Quốc. Hiện tại, người đẹp là đại sứ khu vực châu Á-Thái Bình Dương của nhiều nhãn hàng cao cấp, nhờ độ nổi tiếng và nhan sắc cuốn hút. Tuy nhiên, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi, và từng bị biên kịch tài năng và nổi tiếng của Trung Quốc là Uông Hải Lâm thẳng thắn chỉ trích yếu kém. Bảng xếp hạng phim Trung có view cao nhất của các nền tảng, Dương Tử áp đảo Tiêu Chiến, Bạch Lộc quá khủng. Trong lễ tổng kết thường niên của Khóc Vân Thịnh Điển Lực Ảnh Hưởng Thường Niên diễn ra mới đây, tổ chức này đã chính thức công bố top 10 phim Hoa ngữ có view trung bình một tập cao nhất năm 2023 của 4 nền tảng chính tại Trung là Tencent, EQG, Youku và Mango TV. 1. Nền tảng chiếu Tencent. Năm 2023, Tencent cho ra mắt không ít dự án trọng điểm,
với sự góp mặt của dàn sao Lưu Lượng như Trường Tương Tư Một của Dương Tử, Ngọc Quốc Giao và Vùng Biển Trong Mơ ấy do Tiêu Chiến đóng chính. Nhưng đâu mới là bộ phim có view trung bình một tập cao nhất? Dựa trên số liệu của Khốc Vân, Trường Tương Tư Mùa Một với sự tham gia diễn xuất của Dương Tử, cùng dàn nam thần trẻ tuổi gồm Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi, Vương Hoàng Nghị, giành được vị trí top 1, với hơn 76 triệu view trung bình một tập, view chiếu online, hoàn toàn bỏ xa Mùa Dài Đằng Đẵng với 37 triệu view, Ngọc Quốc Giao với 36 triệu view, hay Vùng Biển Trong Mơ ấy với 26 triệu view. Nếu đem ra so sánh với đối thủ khác là YQG, ngoại trừ Trường Tương Tư, các bộ phim khác của Ten Sen năm 2023 đều có hiệu quả chiếu thấp hơn hẳn. 2. Nền tảng YQG. 2023 là một năm tương đối ăn nên làm ra với YQG, phim nào của nền tảng này ra mắt cũng được chào đón nồng nhiệt, view trung bình một tập cũng khá ổn áp, dẫn đầu những bộ phim thu về lượt view online nhiều nhất, không ứng cử viên nào xứng đáng hơn Cuồng Phong của Trương Dịch, Trương Tụng Văn, Lý Nhất Đồng. Theo thống kê, trong thời kỳ nhiệt bá, Cuồng Phong thu về hơn 100 triệu view trung bình một tập, xếp ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật với 61 triệu view và Liên Hoa Lâu do Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu đóng chính là 54 triệu view. Ngoài ra, lượt xem của Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chủ diễn cũng ghi nhận mốc 54 triệu view một tập, xếp ở vị trí 4. 3. Nền tảng Youku. Không nằm ngoài dự đoán, Trường Nguyệt Tẩn Minh của La Vân Hy và Bạch Lộc dẫn đầu danh sách những bộ phim chiếu mạng có view trung bình một tập cao nhất Youku, với hơn 70 triệu view, cách biệt tương đối lớn với Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, xếp ở hạng 2, chỉ có 46 triệu view. Bỏ qua những thông tin ngoài lề liên quan tới lục đục nội bộ, marketing quá lố, mà chỉ tập trung vào nội dung phim, Trường Nguyệt Tẩn Minh là bộ phim rất đáng để thưởng thức, với kịch bản hấp dẫn, sát nguyên tác, cùng diễn xuất ăn tiền của La Vân Hy trong vai ma tôn Đàm Đài Tẩn. Ngoài ra, tương tác giữa anh và Bạch Lộc cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Bộ chuyển thể dị nhân chi hạ với câu chuyện kỳ ảo, dị năng, lôi cuốn, vượt mặt An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, Nữ Hoàng Tin Tức của Sa Thi Mạng và Hà Y Đình, Thiếu Niên Ca Hành của Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, giành được hạng 3 trong bảng xếp hạng, có view trung bình một tập là 38 triệu. 4. Nền tảng Mango TV. Trong khi YQG, Youku và kể cả Ten Sen đều có phim nổi bật, lấy làm tự hào, thì Mango TV năm 2023 tương đối ảm đạm. Trước khi lên sóng, ai cũng nghĩ những bộ phim của nền tảng này sẽ khuấy đảo cõi mạng, nhưng tới lúc chiếu, phản ứng của khán giả lại không còn tích cực như trước. Ngoài Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện, hạng nhất và hạng hai trong bảng xếp hạng là Khói Lửa Nhân Gian của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, đều vướng phải rất nhiều ý kiến chê bai chê trách, bởi lý do diễn xuất cũng như vấn đề kịch bản. Trong kỳ nhiệt bá, Khói Lửa Nhân Gian của Tôi ghi nhận mốc 19 triệu view trung bình một tập, còn Dĩ Ái Vi Doanh là 16 triệu view, Quy Lộ do Đàm Tùng Vận đóng cặp cùng Tỉnh Bách Nhiên còn thấp hơn nữa, khi chỉ thu hút 9 triệu view một tập, trên YQG là 33 triệu view. Anh Hùng Xạ Điêu Lý Á Bằng khóc vì nợ nần, chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày, không dám nghỉ ngơi. Mới đây, Lý Á Bằng chia sẻ với người hâm mộ về cuộc sống khó khăn. Lý Á Bằng nói, thật khó quá, đã gần 10 năm trôi qua, tôi vẫn trả nợ, chuyện này khi nào mới kết thúc. Sau đó, Lý Á Bằng rơi nước mắt và mong công chúng giúp đỡ. Chồng cũ của MC Lý Tương cũng vào tặng quà cho ngôi sao sinh năm 1971. Cũng trong ngày 19 tháng 2, tờ Epoch Times đưa tin, nền tảng thông tin doanh nghiệp Tian Giang Cha cho biết, Lý Á Bằng và anh trai gần đây bị hạn chế tiêu dùng do không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán. Hồi tháng 4 năm 2023, anh em Lý Á Bằng bị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tai Julian Bắc Kinh kiện, yêu cầu trả 40 triệu nhân dân tệ. Theo Epoch Times, Lý Á Bằng đã rời làng giải trí nhiều năm và hiện bán trà ở tỉnh Phúc Kiến. Trong một livestream bán hàng, Lý Á Bằng kể anh chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày, không dám nghỉ ngơi, anh dành phần lớn thời gian trong ngày để bán hàng. Lý Á Bằng hiện nợ nần chồng chất, gặp khó khăn trong cuộc sống. Anh cùng vợ cố gắng xây dựng kênh riêng trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, anh không bán được hàng hay kiếm được nhiều tiền từ công việc này. Cuối năm ngoái, anh không trả được khoản nợ đúng kỳ hạn và bị tòa án ra lệnh hạn chế tiêu dùng cao cấp. Lý Á Bằng năm nay 52 tuổi, là ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ với nhiều phim như Anh Hùng Xạ Điêu, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Anh từng hẹn hò những gương mặt tên tuổi như người mẫu diễn viên Kha Lam, Cù Dĩnh, diễn viên Châu Tấn, Vương Phi. Anh kết hôn với diễn viên người mẫu Hải Hà Kim Hỷ năm 2022, có một con gái. Trước đó, anh có một con gái với ca sĩ Vương Phi. Từng có sự nghiệp rộng mở,
Nhưng năm 2010, sau khi đóng Yêu đến tận cùng bản điện ảnh, Lý Á Bằng giả từ màn ảnh, chuyên tâm kinh doanh, diễn viên từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng, anh ly hôn ca sĩ Vương Phi năm 2013 vì lý do tài chính. Theo Lu Media, sau khi Lý Á Bằng rời showbiz, anh đắm đuối trong công việc, mê đầu tư, nhưng mắc sai lầm rồi dẫn đến nợ chồng chất. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.